Cô chào các em, tiếp tục chuyển video ôn tập học kỳ 2 toán lớp 10 năm học 2022-2023 của Trung tâm STEM Education. Thì hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em giải đề ôn tập số 3 nhé. Trên màn hình là cấu trúc của đề chúng ta. Thì đề bao gồm 7 câu hỏi. 5 câu đầu tiên sẽ là về đại số, 2 câu 6, 7 là về hình học. Thì trên tinh thần trong video này, cô sẽ hướng dẫn các em giải 5 câu đại số đầu tiên. Bây giờ mình đến với câu thực tế số 1 nha. Đến với câu hỏi số 1, làm bài toán thực tế, một quả bóng được bắn thẳng lên cao với độ cao 2 mét, tốc độ trung bình ban đầu là 30 mét trên giây. Khoảng cách thì người ta viết với một hàm số theo t sẽ là trừ 4,9 t bình cộng 30 t cộng 2. Đề hỏi là quả bóng ở độ cao trên 40 mét trong thời gian bao lâu? Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm. Vậy quả bóng ở độ cao trên 40 có nghĩa là bài toán của mình yêu cầu cái hàm HT của mình, cái độ cao H phải trên 40. Và điều này tương đương với là trừ 4,9 t bình cộng 30 t cộng 2 lớn bằng 40. Các bạn chuyển vế thì đưa về đây là bức phương trình bậc 2 một ẩn. Trừ 38 lớn bằng 0. Thì đến đây các bạn có thể bấm máy tính để giải. Tất cả các máy 580 hoặc là 570VN đều giải được bất phương trình bậc 2 hết nha. Thì giải bất phương trình này thì cô được đó là T sẽ lớn hoặc bằng làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai thì T lớn bằng 1,79. Và T bé hơn bằng 4,332. Đề hỏi ở trong khoảng thời gian bao lâu? Có nghĩa là gì? T nó ở trên cao từ giây thứ 1,79 đến giây thứ 1,432. 4,332. Thì đề đang hỏi delta T khoảng thời gian bao lâu chính là delta T. Và delta T của mình sẽ là 4,332 trừ cho 1,79. Kết quả được là 2,542. Và làm tròn đến hàng phần trăm thì vậy quả bóng ở độ cao. Kết luận theo yêu cầu bài toán nha. Ở độ cao trên 40 mét trong khoảng hàng phần trăm thì mình chỉ lấy hai chữ số thập phân sau dấu chấm thôi nha. Làm tròn lên sẽ là 2,54 giây. Là xong câu 1. Các bạn chuyển sang câu thứ hai. Câu thứ hai là dạng câu liên quan đến bất phương trình chứa căn. Chúng ta chỉ được học hai bất phương trình chứa căn. Đó là căn fx bằng gx. Hai dạng. Dạng thứ hai là căn fx bằng căn gx. Vậy xem thử cái phương trình đề cho đã đúng dạng của mình chưa? Nếu chưa thì mình phải chuyển về đúng dạng một trong hai dạng trên. Thì cô thấy có căn, một căn và một biểu thức. Thì cô chuyển về dạng đầu tiên. Chỗ này các bạn nên dùng dấu suy ra hết nha. Rồi mình sẽ thử lại sau. Vậy là bên này cô để là 3x trừ 5. Cô chuyển căn qua phía bên phải sẽ là 3 căn của 3x trừ 1. Bây giờ tiến hành bình phương hai vế.
thì chúng ta dùng giáo suy ra thì bình phương không cần điều kiện. Vậy vế trái của bình phương được 3 trừ 5, tất cả bình phương. Vế phải 3 bình sẽ là 9. Các bạn có thể ghi như thế này. Tất cả bình phương. Khai triển ra luôn nha. Sẽ là 9x bình trừ 30x cộng 25. Chỗ này 3 bình là 9. Căn bình phương mất căn sẽ là 7 trừ 1. Các bạn nhớ rút gọn cho cẩn thận nha. Và chỗ này cô sẽ được là 9x bình trừ 30 trừ 27 thì sẽ là trừ 57x cộng 25. Cái này là trừ 9 chuyển qua sẽ là 25 cộng 9 là 34 bằng 0. Từ chỗ này giải ra được là x bằng thì cô giải ra x bằng 17 phần 3 và x bằng 2 phần 3. Và bây giờ chúng ta không thể kết luận 17 phần 3 với 2 phần 3 là nghiệm được bởi vì chúng ta đang giải phương trình suy ra. Và lần lượt thay hai giá trị của mình vào phương trình thì cô đặt phương trình này là phương trình sao? Phải thay x bằng 17 phần 3 vào phương trình sao ta được. Là 3 nhân 17 phần 3 trừ cho 3 căn của 3 nhân 17 phần 3 trừ 1 bằng 5. Các bạn thay 17 phần 3 vào vế trái thì mình được 5. Vậy 5 bằng 5, điều này đúng. Vậy suy ra x bằng 17 phần 3 nhận. Tiếp tục, cô cũng kiểm tra giá trị 2 phần 3. Vậy thay x bằng 2 phần 3 vào phương trình sau thì ta được. Các bạn tự tính nha. Sẽ là 3 nhân 2 phần 3 trừ cho 3. Thay vào phương trình đầu tiên ấy, bằng 5. Và thay vào phương trình vế trái thì cô được kết quả là trừ 1. Trừ 1 bằng 5. Đây là một điều vô lý. Vậy thì suy ra x bằng 2 phần 3 loại. Sau khi thay vào thì cô thấy chỉ có x bằng 17 phần 3 nhận. Thì vậy, tập phương trình có nghiệm là x bằng 17 phần 3. Hoặc bạn nào kết luận tập nghiệm cũng được. Và là xong câu thứ hai về giải phương trình. Xong câu thứ hai, các bạn chuyển sang câu thứ ba. Về dạng bất phương trình bậc hai một ẩn thì đề yêu cầu tìm tất cả giá trị của tham số m để bất phương trình này đúng với mọi x thuộc R. Dạng này là dạng phân thức thì sao? Chúng ta bắt đầu tử không chứa m, mẫu chứa m thì cùng phân tích cái tử xem mình có điều gì ở đây nha. Vậy tử là trừ x bình cộng 2x trừ 5. Các bạn quan sát, nhận xét xem tử nó có thể đưa vào hàng đẳng thức gì ở đây. Thì khi cô đặt dấu trừ ra, bên trong sẽ là x bình trừ 2x. Và để trở thành hàng đẳng thức thì cô thêm 1. Và có nghĩa là cô đang trừ 1 rồi nè. Trừ 1 và cô cộng thêm 1. Trừ 5 cô ghi lại. Vậy là trừ x trừ 1 tất cả bình trừ cho 4. Đây là cách đưa về hàng đẳng thức. Hoặc một cách nữa, các bạn có thể dựa vào Casio để biến nó về hàng đẳng thức như sau.
Đó là các bạn bấm máy thì mình sẽ được là giá trị. Bấm máy giải phương trình bậc 2 thì mình được giá trị x value là 1, y value là trừ 4. Bấm giải phương trình bình thường nha, nhưng mà mình không nhận hai nghiệm x1, x2. Rồi, vậy thì hệ số A của mình đang là trừ 1, thì mình có thể viết AX bình cộng BX cộng C trở thành là A nhân X trừ X value tất cả bình phương cộng cho Y value. Vậy thì từ này có hai cách mình chuyển về. Vậy thì trừ một biểu thức bình phương và trừ cho 4 thì mình nhận thấy là nó như thế nào? Luôn bé hơn không với mọi X thuộc R. Vậy một phân số mà có tử bé hơn không, phân số bé bằng không, tử bé hơn không thì mẫu như thế nào? Phân số bé hơn không thì tử mẫu phải trái dấu, mà mình đã có là tử bé hơn không rồi thì chắc chắn mẫu phải lớn hơn hoặc bằng không. Tuy nhiên nó là mẫu thì nó sẽ là điều này tương đương với việc là mẫu là x bình trừ mx cộng 1 phải lớn hơn không, tử mẫu phải trái dấu. Mẫu thì không thể bằng không được nha. Trừ x bình cộng 2x trừ 5 bé hơn hoặc bằng không. Cái này cũng đúng với mọi x cực r. Thì phần này liên quan đến kiến thức tam thức bậc 2. Vậy cô nhắc lại luôn nha. Nếu fx bằng ax bình cộng bx cộng c với trường hợp a khác không thì mình mới có được là gì? Fx lớn hơn hoặc bằng không với mọi x thuộc r khi và chỉ khi mình quan tâm đến hai đối tượng đó là a và delta. A của mình sẽ cùng dấu với bất công thức, đó chính là a lớn hơn không, không thể bằng không bởi vì a khác không rồi. Delta như thế nào? Luôn luôn bé hơn không. Tuy nhiên trong trường hợp này có dấu bằng thì chỗ này sẽ có dấu bằng. Vậy áp dụng vào trường hợp của mình thì sao? A của mình bằng 1 đã khác không sẵn rồi, cho nên không cần xét trường hợp nữa. Nếu A chứa M thì các bạn phải xét hai trường hợp A bằng 0 và A khác không đó. Vậy A và delta, delta luôn luôn bé hơn không, chỗ này không có dấu bằng thì delta không có dấu bằng. A cùng dấu với bất công thức là A lớn hơn không. Điều này tương đương với A chính là 1, lớn hơn 0 là điều hiển nhiên. Delta là B bình, là trừ M tất cả bình, là M bình trừ 4, bé hơn 0. Điều này là luôn đúng. Vậy tương đương với M lớn hơn trừ 2 và bé hơn 2. Vậy M thuộc cái khoảng từ trừ 2 đến 2 thì hỏi yêu cầu bài toán. Vậy là xong câu thứ 3. Tiếp tục sang câu thứ 4 là một câu về xác suất. Trong một hộp có 8 bi trắng, 6 bi đen và 5 bi đỏ, lấy ngẫu nhiên 4 bi, xác suất hai câu A và B. Vậy để tính xác suất thì chúng ta nhắc lại công thức xác suất là gì? B của một biến cố A nó sẽ là NA chia cho N của omega. Số phần tử của tập hợp A là omega A. Và số phần tử của không gian mẫu, bạn phải xác định được biến cố và không gian mẫu. Và hai câu này có không gian mẫu chung, cho nên chính là lấy ngẫu nhiên ra 4 viên bi, cho nên cô tính không gian mẫu chung luôn nha. Vậy ta có không gian mẫu là
chọn ngẫu nhiên. Bốn bi, tổng cộng là cả mấy bi? 8, 6 và 5 sẽ là 19 bi. Từ 19 bi trong hộp. Vậy chọn, chỉ chọn không nói gì đến thứ tự hay sắp xếp, thì mình dùng tổ hợp và suy ra là omega sẽ là C4, 19. Đối với câu A thì cô sẽ gọi A biến cố A là cái biến cố mình cần tính xác suất, sẽ là 4 bi lấy ra có bao gồm là 4 bi lấy ra gồm 4 bi đỏ, 3 bi đỏ, 1 bi trắng. Và omega A của mình là sao? Vậy mình sẽ omega A, vậy số cách chọn 4 bi sao cho có 3 bi đỏ và 1 bi trắng thì bao gồm hai công đoạn. Công đoạn đầu tiên thì mình sẽ chọn 3 bi đỏ. Vậy tổng cộng có 5 bi đỏ thì chọn ra 3 bi sẽ là C35. Chọn 1 bi trắng trong 8 bi thì sẽ là C18. Thì tính kết quả này ra được đó chính là 80. Vậy xác suất BA của mình sẽ là omega A chia cho omega sẽ là 80 chia cho C194. C194 chính là 3876 thì chia ra cô được là 20 phần 969. 969. Xong câu B. À, xong câu A. Tiếp tục sang câu B. Cô gọi câu B thì cô gọi một cái biến cố mới, đó là biến cố tên là B, là 4 bi không đủ 3 màu. Vậy 4 bi, phân tích đề một xíu nha. Vậy 4 bi không đủ 3 màu, vậy sẽ gồm những trường hợp nào? Không đủ 3 màu thì sẽ là 2 màu, 1 màu. Có không màu không? 4 bi không có màu thì làm sao mà chọn? Vậy 1 màu thì mình có những trường hợp nào nữa? 1 màu sẽ là một màu trắng nè, một màu đỏ nè, một màu đen. Tiếp tục 2 màu thì lại có trắng đỏ, trắng đen. Và đỏ đen. Vậy ở trường hợp này cô sẽ làm theo cách trực tiếp cho các bạn thấy nha. Và để tính số phần tử của omega B thì cô sẽ chia hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó chính là 4 bi được chọn chỉ có một màu. Đề sẽ là 8 trắng, 6 đen, 5 đỏ. Và trường hợp, trong trường hợp 1, cô lại chia ra 3 trường hợp nhỏ nữa, là 1A. 1A thì 4 bi này màu trắng, toàn màu trắng hết. Tổng cộng có 8 bi trắng, mình chọn ra 4 bi sẽ là C48. Tương tự trường hợp 2, 1B, 4 bi được chọn đều là màu đen hết thì sẽ là tổng cộng có 6
6 đen thì C 46. Trường hợp 1C thì là 4 bi đỏ, sẽ là C 45. Và tổng kết trường hợp 1 mình có sẽ là C 84 cộng C 64 cộng C 54. Thì trong trường hợp 1 thì cô tính đó là có 90 cách. Chọn ra 4 bi chỉ có một màu. Tiếp tục sang trường hợp thứ hai là trường hợp các bạn dễ bị nhầm lẫn nhất đây. Sẽ là 4 bi được chọn có hai màu. Và trường hợp 2A. 2A sẽ là bao gồm gì? Trắng và đen. 4 bi gồm hai màu trắng cộng đen. Và tổng cộng trắng và đen sẽ có 14 bi. Mình chọn ra hai 4 bi sẽ là C 10 C4 14. Như thế này đã đủ chưa? Bắt buộc 4 bi này phải có hai màu, cho nên khi các bạn chọn tổng quát là C4 14 thì nó sẽ bao gồm trường hợp gì? Nếu nó lấy 4 bi toàn trắng thì cũng không thỏa mãn, đề phải yêu cầu hai màu. Nếu nó lấy 4 bi toàn đen thì cũng không thỏa mãn, vậy mình phải trừ ra trường hợp toàn trắng sẽ là C48, trừ cho trường hợp toàn đen sẽ là C46. Nắm kỹ chỗ này nha, nhiều bạn bị nhầm lẫn lắm đó. Và trường hợp tiếp theo là trường hợp 2B. Và là trắng đen, còn là trắng đỏ. Trắng đỏ thì cũng tương tự, tổng cộng trắng và đỏ sẽ có 13. 8 5 thì sẽ là C 4 13, trừ cho trường hợp toàn bộ là trắng hết, không thỏa mãn bởi vì mình cần đến hai màu. Tiếp tục trừ cho trường hợp toàn đỏ. Vậy tương tự cho 2C. Cô có là 4 bi này là chỉ gồm hai màu đen và đỏ. Vậy thì cô có gì đây? Đen và đỏ tổng cộng là 11. Vậy sẽ là C4 11 trừ trường hợp toàn đen là C46 trừ trường hợp toàn đỏ C45. Và suy ra trường hợp 2 mình có bao nhiêu đây? Suy ra trường hợp 2 có cộng 3 phần này lại thì sẽ là C144 trừ C, có cộng 3 lần lại luôn nha, C134 cộng C114 trừ cho 2 lần C48 trừ 2 lần C46 trừ 2 lần C45. Và ở trường hợp 1 cô sẽ có là 1800 66 cách. Vậy tổng có hai trường hợp thì mình sẽ cộng lại với nhau sử dụng quy tắc cộng là 14 ở 90 cộng với 1866 thì cô có tổng cộng là 1956. Và cái này chính là omega A luôn. Omega B chứ. Suy ra omega B mình sẽ là 1956. Tính xác suất. Vậy omega B sẽ là xác suất B 9. Chia cho không gian mẫu sẽ là 1956, không gian mẫu là C419 thì chia ra cô sẽ được kết quả là 163 phần 323. Là xong câu câu thứ tư về xác suất. Thì ngoài cách này
cô có thể hướng dẫn các bạn là một cái cách thứ hai để xác định số phần tử của biến cố B. Mình không làm trực tiếp nữa, vậy mình sẽ làm theo hướng phần bù. Này là cách hai. Phần bù, vậy phần bù của 4B không đủ 3 màu là gì? Để làm phần bù thì các bạn phải xác định đúng cái phần ngược lại của nó và phần tổng là gì. Vậy 4B không đủ 3 màu. Ngược lại là đủ 3 màu. Vậy tổng cộng của nó là mình sẽ lấy 4B bất kỳ. Cô hướng dẫn thôi nha, cô không có giải chi tiết cách thứ hai. Và mình cần xét trường hợp 4B đủ 3 màu. Thì 4B đủ 3 màu bao gồm những trường hợp nào? Mình có đỏ, trắng, đỏ và đen. 4B mà đủ 3 màu thì mỗi màu ít nhất phải có một bi. Vậy bi còn lại nó sẽ có 3 trường hợp thì nó nằm trong bi trắng, vậy sẽ có hai trắng, một đỏ, một đen. Trường hợp thứ hai là gì? Một trắng, hai đỏ, một đen. Trường hợp 3 là một trắng, một đỏ, hai đen. Và để làm trường hợp này á thì các bạn lấy cái tổng omega B của mình được tính theo là 4B bất kỳ sẽ là C194 trừ cho trường hợp đầu tiên, đó là hai trắng, một đỏ, một đen. Cô ghi nhé như thế này nha. Sẽ là trắng tổng cộng là 8 thì C28, C16, C15. Trường hợp thứ hai là gì? Một trắng, hai đỏ và một đen. Vậy sẽ có C18, C26 nhân với C15. Tương tự trường hợp thứ ba là một trắng, một đỏ và hai đen. Sẽ là C18, C16 và C25. Các bạn cứ vào máy tính thử nó có giống với kết quả là 1956 không? Được chưa? Cô chỉ cả hai cách rồi đó. Vậy là xong câu thứ tư. Tiếp tục câu thứ năm là câu cuối trong phần đại số, sẽ là về nhị thức Newton. Trong câu này thì cô chỉ cho gói gọn cái biểu thức của mình, đa thức của mình là chỉ bậc 5. Thì đối với sách Chân Trời Sáng Tạo thì một số trường chỉ cho khai triển đối với n bằng 5, còn một số trường khi học chuyên đề sẽ khai triển với n tổng quát. Thì sang các đề sau thì các bạn sẽ nắm được cả hai, với n bằng 5 thì mình làm sao và với n tổng quát thì mình làm như thế nào nha. Và đầu tiên cô sẽ khai triển 3 x bình trừ 5 trừ 2 tất cả mũ 5. Thì khai triển mũ 5 thì nó sẽ có 6 phần tử. Thì cách nhớ của mình sẽ là gì? Đầu tiên cứ bắt đầu ghi từ chỉnh tổ hợp trước, C50 nè, C51, C52 đến C53, C54 và C55. Tiếp tục, biểu A của mình sẽ có số bậc như thế nào? Giảm dần. Và đầu tiên, biểu thức A sẽ là bậc 5. B, A nó giảm còn bậc 4. A giảm còn bậc 3. A giảm còn bậc 2. A giảm còn bậc 1. Là 3 x bình. Chỗ này sẽ là bậc 0 thì cô không ghi. Tiếp tục đến B. A của mình đang là 3 x bình nha. Vậy B sẽ là trừ 2. Vậy B của mình sẽ tăng dần. Vậy đầu tiên là B mũ 0. Vậy không có. Đến B mũ 1 là trừ 2 nè. Đến B mũ 2 sẽ là trừ 2 bình phương. Đến B mũ 3 là trừ 2 mũ 3.
Tiếp tục là trừ 2. Đây là sinh. Mũ, trừ 2 mũ 1. Và cuối cùng, trừ 2 mũ 4. Cô tăng dần lên. Và cuối cùng là trừ 2 mũ 5. Và từ chỗ này, các bạn có thể nhân vào luôn nha. Nhân vào mình sẽ được là 243 x mũ 10 cộng cho 810 x mũ 8. Tiếp tục. Sẽ là cộng 266 x mũ 6. Tiếp tục. À, cô nhầm. Một nghìn không trăm tám mươi tám cộng với 1080 x mũ 6. Tiếp tục là các bạn dùng máy tính để tính ra nha. Sẽ là trừ 720 x mũ 4. Trừ cộng cho 240 x bình phương. Tiếp tục là sẽ là trừ 32. Và đề yêu cầu gì? Hệ số của x mũ 4 là dựa vào cái sau khi mình khai triển thì hệ số của x mũ 4 chính là trừ 720. Còn khi nào người ta hỏi số hạng thì mình lấy nguyên cộng là trừ 720 x mũ 4. Rõ chưa? Đây là số hạng nè. Còn hệ số chỉ lấy trừ 720 là xong. Còn một số trường thì các bạn có thể khai triển theo cái số hạng tổng quát. Ở đây thì cô nhắc luôn cho các bạn luôn nha. Đối với trường hợp số hạng tổng quát của khai triển A cộng B tất cả mũ N sẽ là C NK A mũ N trừ K và B mũ K. Đây là số hạng tổng quát khi khai triển. Còn ở trong trường hợp này, cô tiến hành khai triển trực tiếp luôn, đều được. Và cô đã tiến hành xong, sửa xong 5 câu đầu trong phần đại số. Các bạn đón xem hai câu 6, 7, hai câu hình học trong video sau nhé.